Thưa quý vị, trên thị trường quốc tế lúc 9 giờ 05 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng quanh ngưỡng là 1845 đô la Mỹ một ao, giảm 3 đô la Mỹ một ao so với phiên cuối tuần qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức là 1859,8 đô la Mỹ một ao. Kết phiên giao dịch cuối tuần cuối cùng của tháng 9, giá vàng thế giới đã giảm 4% so với mức chốt phiên giao dịch tuần trước đó, đánh dấu tuần hoạt động kẻ kém nhất kể từ tháng 6 năm 2021. Kết thúc tháng 9 thì giá vàng đã mất đi 4,6% so với mức chốt phiên giao dịch vào tháng 8. Trong 3 tháng qua thì kim loại quý này đã giảm 3,3%. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép không tăng lãi suất trong kỳ điều chỉnh tháng 9 vừa qua đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ và lãi suất lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao. Điều này thì kích hoạt đợt bán tháo trên thị trường vàng khiến giá vàng liên tục bị đẩy xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Giá dầu thế giới đã chứng kiến mức tăng mạnh theo quý gần 30% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Nguyên nhân là do nguồn cung bị hạn chế do thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+. Cộng. Giá dầu thô Brent giao tháng 11 giảm gần 0,1% ở mức là 95,31 đô la Mỹ một thùng vào ngày 29 tháng 9, thế nhưng tăng 2,2% trong tuần, cao hơn 9,7% trong tháng và tăng 27,3% trong quý. Trong khi đó, dầu thô WTI giảm một điểm phần trăm vào tháng 11 xuống mức là 90,79 đô la Mỹ một thùng, đạt mức tăng hàng tuần là 0,8%, mức tăng hàng tháng là 8,6% và kết thúc ở mức cao hơn là 28,5% trong quý. Các chuyên gia dự đoán là việc cắt giảm nguồn cung dầu do OPEC Cộng công bố dự kiến sẽ thống trị thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời gian còn lại của năm nay, trong khi giá dự kiến vẫn ở mức cao. Ủy ban giám sát của OPEC dự kiến sẽ họp vào ngày 4 tháng 10 tới đây. Thưa quý vị, Nga sẽ định hình luật chơi BRICS trong năm tới. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Nghị viện Quốc tế Nga-Mỹ-Latin đầu tiên đang diễn ra tại Moscow, Nga Vụ trưởng vụ Mỹ Latin Bộ Ngoại giao Nga cho biết là nhiệm vụ chính trong vai trò chủ tịch BRICS của Nga vào năm 2024 sẽ là xác định hình thức tham gia của các quốc gia thành viên mới và những quốc gia quan tâm đến việc gia nhập. Quan chức này cho biết là công việc bây giờ sẽ hướng tới việc bảo đảm rằng tất cả các quốc gia thành viên BRICS theo hình thức mở rộng mới sẽ quyết định hình thức tham gia của họ. Cụ thể là cơ chế hợp tác trong BRICS là một trong những nhiệm vụ chính của nhiệm kỳ Chủ tịch nước Nga vào năm 2024. Hội nghị nghị viện quốc tế Nga Mỹ Latin đầu tiên diễn ra tại Moscow từ ngày 19 đến ngày 2 mùng 2 tháng 10 theo sáng kiến của Hạ viện Duma quốc gia Nga. Ngày mùng 2 tháng 10, giới chức quốc phòng Anh đã công bố một thỏa thuận trị giá 4 tỷ bảng, có nghĩa là tương đương 4,9 tỷ đô la Mỹ để chế tạo tàu ngầm tấn công. Hợp đồng này được coi là một phần của chương trình thực hiện theo khuôn khổ Hiệp ước Đối tác An ninh Tăng cường ba bên Australia, Anh, Mỹ để chế tạo tàu ngầm tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết là đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp hàng đầu của nước này nhằm thúc đẩy và phát triển các tàu ngầm tấn công mạnh nhất từ trước đến nay từng được Hải quân Anh vận hành. Theo Reuters thì hợp đồng đóng tàu ngầm này sẽ được trao cho tập đoàn BAE Systems và được coi là một phần của khuôn khổ hiệp ước để có thể chế tạo tàu ngầm tấn công. Theo thỏa thuận, thì vào năm 2030, Mỹ sẽ bán cho Australia 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Lear Virginia và có thể là thêm hai chiếc nữa. Trong giai đoạn 2, thì Australia và Anh sẽ chế tạo một tàu ngầm trong khuôn khổ và Australia thì sẽ nhận tàu ngầm đầu tiên của mình vào năm 2040. Thưa quý vị, chính phủ Mỹ đã thoát khỏi kịch bản phải đóng cửa vào phút chót. Nhưng Bloomberg Economics thì vẫn nhận thấy hàng loạt những rủi ro đang chờ ở phía trước. Từ đình công kéo dài của công nhân ngành ô tô tới lãi suất và cả giá dầu cao hơn đều có thể đe dọa đến nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Khi mọi người mong chờ một cú hạ cánh nhẹ nhàng thì họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cú va chạm một mùa hè mà lạm phát có xu hướng giảm xuống, việc làm dồi dào và người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu đã củng cố niềm tin, đặc biệt là tại Fed, cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ sẽ tránh được suy thoái. Một thỏa thuận và phút chót nhằm tránh việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa, tạm thời đẩy lui rủi ro trước mắt, nhưng không có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn trong tương lai. Chỉ trong vòng 45 ngày nữa khi thỏa thuận chi tiêu tạm thời hết hiệu lực, nước Mỹ lại phải tìm ra tiếng nói chung để ngăn chính phủ phải đóng cửa. Yếu tố có thể dễ dàng lấy đi một điểm phần trăm khỏi mức tăng trưởng GDP trong quý tư. Trong khi đó, đình công ở ngành ô tô cũng trở thành nỗi lo với nước Mỹ. Những cú sốc khác cũng đang trực chờ, từ việc suy giảm tiết kiệm đến lãi suất cao, giờ đây là giá dầu tăng cao. chuỗi tác động dây chuyền này đủ để đẩy nước Mỹ vào suy thoái ngay trong năm nay. Và đây cũng là những lý do khiến Bloomberg Economics tin rằng suy thoái kinh tế vẫn ám ảnh nước Mỹ. Các chuyên gia nhận định có 4 thách thức mà nền kinh tế Mỹ phải đối mặt trong mùa thu này, bao gồm cuộc đình công của công nhân ô tô, nguy cơ chính phủ đóng cửa kéo dài, việc nối lại hoạt động trả nợ đối với các khoản vay ăn học của sinh viên và giá dầu tăng cao. Đó là rủi ro nhân bốn có thể gây gián đoạn hoạt động kinh tế. Khi đứng riêng, mỗi thách thức này sẽ không gây ra tổn thất lớn cho nền kinh tế Mỹ. Nhưng khi xuất hiện cùng lúc, tác động cộng hưởng của chúng lại có thể lớn hơn nhiều, nhất là giữa lúc nền kinh tế có biểu hiện yếu đi giữa áp lực từ lãi suất cao. Tôi không nghĩ là bản thân của đình công có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái, nhưng nền kinh tế còn đối mặt với những thách thức khác nữa. Khi những thách thức này gộp chung lại, chúng ta có thể hình dung ra một quý bốn khó khăn. Chuyên gia cho rằng mức tăng lãi suất của Fed chỉ có thể được nền kinh tế cảm nhận rõ nhất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau 2024. Như vậy còn quá sớm để nói rằng nền kinh tế Mỹ đã vượt bão thành công. Trong khi đó, chính Fed cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay và giữ mức lãi suất cao trong thời gian dài. Cuộc Đình Công, nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, việc trả nợ các khoản vay ăn học của sinh viên được nối lại, triển vọng lãi suất cao lâu hơn và cú sốc giá dầu đó là những nhân tố bên trong có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Động lực tăng trưởng của nền kinh tế có vẻ rất lớn nhưng chúng ta thực sự đang phải đối mặt với những rủi ro như vậy. Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng do lo lắng sai sẳng về giá cả tăng cao và khả năng xảy ra suy thoái kinh tế, mặc dù các hộ gia đình nhìn chung vẫn lạc quan về thị trường lao động hàng triệu người Mỹ sẽ phải bắt đầu trả các khoản vay sinh viên của họ vào tháng 10, trong khi hầu hết số tiền tiết kiệm được sau đại dịch của họ đã cạn kiệt. Các nhà kinh tế cho rằng còn một yếu tố khác tác động tới niềm tin của người tiêu dùng là việc chính phủ Mỹ sắp phải đóng cửa. Bloomberg Economics ước tính cứ mỗi tuần ngừng hoạt động sẽ làm giảm khoảng 0,2 điểm phần trăm khỏi tăng trưởng GDP hàng năm của Mỹ. Trong khi đó, chỉ phần lớn, chứ không phải tất cả, sẽ được phục hồi sau khi chính phủ mở cửa trở lại. Tuy nhiên, cũng đã có những ý kiến đánh giá lạc quan về tình hình suy thoái kinh tế sắp tới ở Mỹ. Ngân hàng JP Morgan trước đây đã tuyên bố rằng một cuộc suy thoái dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2023. Tuy nhiên, giờ đây họ tuyên bố rằng khả năng xảy ra suy thoái là thấp, dưới mức trung bình vào năm 2024. Xác suất xảy ra kịch bản kinh tế tăng trưởng lành mạnh mà không gây ra lạm phát ngày càng cao nhờ sự gia tăng năng suất từ trí tuệ nhân tạo và nguồn cung lao động dồi dào hơn. Khả năng suy thoái đã biến mất trong vài tháng gần đây. Tuy nhiên, mặc dù suy thoái kinh tế không còn là nỗi lo chính, nhưng vẫn có thể trở thành hiện thực nếu Fed chưa dừng lộ trình tăng lãi suất. Những thách thức kinh tế có thể kéo dài khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục và Ngân hàng Trung ương Mỹ duy trì lập trường chính sách tiền tệ hiện tại. Tác động đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ còn được tiếp tục theo dõi chặt chẽ hơn nữa trong những tháng tới.